mấy chiếc con đi xuống mấy chiếc giờ gà ta làm đúng yêu cầu luôn á, đem mấy chiếc xe ra giơ tay giơ lên tay. Mẹ không biết đâu con đếm thôi. Mẹ đếm rồi. Rồi giơ ngón tay lên giờ đủ số chiếc xe của con đang có rồi. Đầu giờ đúng mấy ngón tay đầu xếp lại đàng hoàng tử tế rồi giơ đúng mấy ngón tay à. Giơ ngón tay thôi á. Rồi mấy ngón. Chà, cái này chắc khó dữ rồi nha. Mấy ngón. Đâu giờ ngón tay lên đâu. Mấy ngón. Rồi một ngón lấy ra mấy chiếc xe. Một ngón thì lấy ra mấy chiếc xe. Rồi đem chiếc xe nào ra. Rồi thêm chiếc xe màu đỏ nữa thì thành mấy ngón tay. Mấy ngón tay giờ lên cho mẹ coi. Rồi hai ngón gì cũng được. Rồi thêm nữa không? Có thêm nữa không? Thêm nữa. Thêm cái nào? Lấy hai này là mấy ngón tay. Đầu giờ thẳng lên cho mẹ coi. Là mấy chiếc? Hai chiếc. Giỏi. Mấy chiếc? Giỏi. Con không lấy nhiều hơn hả? Hay không lấy ít hơn hả? Lấy hai chiếc xe không vậy? Ba con đâu rồi Nam? Ba con ngủ rồi. Ba con ngủ. Ừ. Con có buồn ngủ chưa? Mấy chiếc? Hai chiếc vậy? Có lấy thêm nữa không? Nếu như mẹ lấy thêm chiếc này nữa con giơ ngón tay làm sao? Rồi đó, giơ ngón tay làm sao? Vậy là 2 với 2 là 4, ở này mẹ mới có 3 mà. Thì giơ hai ngón với giơ mấy ngón nữa? Đây mẹ giơ ba ngón, còn mấy giờ gì cũng được ba ngón. 1 2 3 xe, 4 xe, 5 xe. Thôi đập đập xe vậy hoài mẹ.